Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cảnh báo vào dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm sẽ gia tăng. Vì vậy, Việt Nam có nguy cơ cao xuất hiện các ca mắc cúm gia cầm trên người. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trong những tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh cúm gia cầm có chiều hướng diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Cụ thể, các chủng cúm AH5N1, cúm AH5N6 được ghi nhận tại Trung Quốc, Ai Cập trong năm 2016. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết trong thời gian tới, vào dịp cuối năm và mùa lễ hội, nhu cầu tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm sẽ gia tăng. Vì vậy, có nguy cơ ghi nhận các trường hợp mắc cúm gia cầm trên người nếu không áp dụng các biện pháp ngăn ngừa sự lây truyền. Cơ quan y tế khuyến cáo người dân khi phát hiện gia cầm ốm chết người thì người dân tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Nếu có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm, người dân phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.